chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì ở đây có một làng lễ hội nhân ngày 20 tháng 10. Họ tổ chức một cái cuộc thi gì đấy rất là hay. Bây giờ mình sẽ đến được quay cho mọi người xem nhé. Đây có thể là một cái tổ chức, đó là lễ hội bắt vịt. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem. Có rất là đông các bác các cô đang đến đây xem, rất là đông luôn. Bây giờ mình sẽ cho mọi người cận cảnh vào bên trong. Đi mặt lên này. Ui ui.
phòng.